Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Tùng, là Phật tử, là cư sĩ tại gia. Họ Nguyễn tôi xin kính chúc quý vị và các bạn và các bậc trưởng bối ngũ phúc lâm môn, phước huệ trang nghiêm xuân đa cát khánh. Xin tri ân công đức của các quý thầy, quý cô trong thời gian qua đã giúp Họ Nguyễn trên con đường tu học giới định và tuệ. Xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni trong tháng 7 vu lan báo hiếu, phước huệ trang nghiêm xuân đa cát khánh, vạn sự cát tường như ý. Hôm nay Họ Nguyễn tôi rất tin vào nhân quả, tin sâu vào Phật pháp, và hôm nay Họ Nguyễn tôi được ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn lòng hoan hỷ và hân hoan vô cùng. Mong và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện trong quyển Phật giáo giải theo nhân quả giải theo Phật giáo. Và hôm nay là quyển sách mà Họ Nguyễn tôi mong và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện ác báo của vu khống thêu dệt. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Có một anh bạn của tôi thừa giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói dệt thêu, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi vì 2 năm trước đã viết bài tung lên mạng nhằm gây tai tiếng, scan tình dục và vô căn cứ, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đã khiến anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể tôi nghe, 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang ưu tú. Mấy tháng trước trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu, chết rất thảm. Riêng bác Thơm bị bệnh ung bướu, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng, nằm trên giường lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi mài luyện. Khi bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thối đến người người đều muốn nôn, không ai dám tới gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự, hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó, bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đây, đã đi 10 mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả một tờ di thư là bút tích của vợ bác hai, trong đó có hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiết người, ắt phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng em trai dập đầu xin lỗi, 2 anh em cùng ôm nhau khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phù thề cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cùng cực, bà cắt máu tay viết di thư rồi uống thuốc dày tự sát. Bác hai quá đau lòng
Nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn hai con nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng. Lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh trai tôi sau khi biết rõ chuyện này, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều ác nghiệp, khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thập, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn, kinh sợ, hối hận, cho nên quyết đến thỉnh cầu những người bị hại. Trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới người nhằm vợ không hiền, độc mồm xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn quàng nói xiên thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư Chứng Nghiêm dạy, hãy nói như hoa thơm, đừng nói lời như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp, xin hãy xem câu chuyện của vợ chồng bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng của cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này mong mặt đọc cẩn thận, giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Qua câu chuyện này, một người chuyên làm tin của truyền thông lại đưa những tin sai trái, bôi nhỏ, đâm thọc và bêu diếu người khác, làm mất danh dự và hủy danh tiết người khác thì sẽ chịu quả báo đau khổ và cùng cực đến thống khổ vô cùng. Và người này khi gặp được câu chuyện của bác Thơm là gia đình bác cả đã đâm thập và làm hại người vợ của bác hai, là tư thông với người cùng ngành với mình, làm bác hai đã uống thuốc dày sâu và tự vẫn chết, chỉ để lại một lời di sư mà đau lòng vô cùng. Miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiết người, ắt phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa ngục cắt lưỡi. Đó là nhân quả, nhân ác gieo hạt ác và gặt quả ác mà thôi. Bác Thơm đó hai người con trai chết cả hai, và người vợ là bác của bác cả cũng gieo đặt thông tin bêu xấu, sợ cha mẹ không chia tài sản cho mình nhiều hơn tài sản của vợ chồng bác hai, nên đã làm những điều bất lương, bất chính, tà niệm. Vì tham tiền tài, tham sân si là gốc rễ của gia đình này. Khi nghe được câu chuyện này, tin sâu vào nhân quả, tin sâu vào Phật Pháp, thì những Phật tử chúng ta, tri thức Phật tử gần xa các đạo hữu, cũng như tôi, luôn kiên doanh và bảo mình khi xuất khẩu thì uốn lưỡi và nói những lời ái ngữ, không nói những lời ác độc, gây chia rẽ đâm thập và làm hủy danh tiết người. Đó là việc không thể tha thứ. Và những câu chuyện này, hôm trước họ Nguyễn đã kể với câu chuyện, đó là người hàng xóm có miệng lưỡi độc đã tìm mọi cách để hại cả làng này, đó là niềm vui thao túng. Và ông Lưu này cũng chịu quả báo là uống chính thứ nước hóa chất ở trong xưởng sửa sữa xe của mình, và toàn bộ vòm họng và khoang miệng đã bị hủy hoại. Đó là việc không sai, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là những câu chuyện thật mà họ Nguyễn
mong muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn. Bộ phận nào, cơ quan nào và những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ gieo rắc đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Và nhân vật bác cả này đó là sao? Vợ và con của mình đã bị tuyệt tự, tuyệt tôn. Và chính vì vậy, những lời nói từ trong khẩu nghiệp mà tạo ra thân khẩu ý là những việc chúng ta phải tu tập. Và chính vì vậy, trên con đường tu học giới định và tuệ, tôi mong quý vị và các bạn cũng giữ thân khẩu ý, làm bất kể việc gì cũng thường nghĩ đến Tam Bảo, làm những điều lành, hành thập thiện, tu nhân tích đức theo tín nguyện hạnh của Bồ Tát. Đó là luôn mong muốn giúp đỡ người khác, trao đi học hỏi. Và bài viết này còn nông cạn, nếu có điều gì thấy hay, mong quý vị và các bạn chia sẻ. Họ Nguyễn tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi fanpage của họ Nguyễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.